Rồi đâu cuối cùng mày dẫn tao đi đâu vậy? Em đừng có la lớn. Để tao về dẫn mày vô công phiên heo rồi đúng mới la lớn công an rủ mày tóm mình hay sao? Để mở cửa vô rồi mày vô. Ủa sao đủ má máy bay vô được vậy? Bây giờ đủ mẹ cửa đâu có khóa đâu ông nội. Để chạy. Trời ơi trời, như coi phiên heo mà dẫn chi chứ đâu với thằng ông nội. Trời ơi đâu có nhiều thằng đâu, đủ mẹ có 500 thằng YouTuber à. Anh lo gì? Coi thì coi nhưng mà anh nói trước nha, đậu mẹ coi thì coi chứ bé mày không được chia sẻ nha, đậu mà chia sẻ cái clip này ra đậu mới có nước mà mụ nội tao cũng đậu vừa khô luôn. Chạy chạy làm gì mà đậu mà phả thân làm cái ghê vậy cha, nói không phải phè với anh em chứ mới cua được vợ của thằng bạn tính xem bộ phim này xong đậu mà đè ra chịch chưa gì hết trơn, đậu mấy anh em vô đậu mà vô đây phá đám rồi. Ủa anh tình anh em mình chắc có bằng lâu quá. Thì đã gọi là anh em thì có phước cùng hưởng, có quả cùng chia, anh nghĩ sao vậy? Bây giờ mày thích hưởng đúng không? Được rồi, dầu sao tao với mày cũng là anh em từng sống chết lăn lộn có nhau mà. Thì tao cho mày hưởng luôn đó, giờ bây sẵn đây tao cũng báo cho mày một tin luôn. Hai vợ chồng nó làm công an quận 10 á. Đó, đi. Ha 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 ha!